Được mệnh danh là nữ tử tù xinh đẹp nhất trong lịch sử Đã sống lại từ cõi chết sau khi bị xử bắn Điều kỳ lạ gì đã xảy ra Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi sau đây Bị dự vi Nữ tử tù xinh đẹp Sinh năm 1983 Tại huyện Phương Chính, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Mặc dù thành tích học tập hồi nhỏ không được tốt nhưng dự vi lại được trời ban cho nhan sắc đẹp tuyệt trần và thân hình chuẩn chỉnh nên cô được vô số chàng trai săn đón. Năm 1999, bố mẹ của dự vi chuyển tới thành phố Cáp Nhĩ Tân làm việc để tiền chăm sóc con gái và để cô có điều kiện học tập tốt hơn. Nên sau đó, dự vi được bố mẹ đón tới Cáp Nhĩ Tân. Tuy nhiên, tới năm thứ hai trung học, dự vi quyết định bỏ học về quê kiếm việc làm do học lực quá kém. Năm 2001, Bố mẹ dự vi lo lắng con gái sẽ chơi bời lưu lỏng Khi không có bố mẹ bên cạnh Nên họ lại đón cô tới cấp nhị tân Xin cho cô học tại một trường thẩm mỹ viện Với hy vọng cô có thể học thành nghề Mọi chuyện đúng như dự tính của bố mẹ dự vi Cô đã thành thạo các kỹ năng làm đẹp Và làm tóc sau hơn một năm học Khi dự vi 20 tuổi Cô được bố mẹ mở cho một tiệm làm tóc Ở huyện Phương Chính Cửa tiệm được đặt tên theo tên của cô Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp tiệm làm tóc của Dư Vi nhanh chóng thu hút nhiều khách hàng, đặc biệt là nam giới. Việc kinh doanh của cô nhờ đó mà phát đạt, thu nhiều lợi nhuận. Dư Vi tuy không được học hành đến nơi đến chốn nhưng lại có tầm nhìn rất cao. Hầu hết những người đàn ông ghé tới tiệm của cô đều là những tên chăn hồ đường phố, đầu trộm đuôi cướp và Dư Vi không hề thích ai trong số đó. Cho đến một ngày, một nam thanh niên tên Tượng Lý Nghĩa tới cửa tiệm của Dư Vi cắt tóc. Gặp cô anh đã xin đồng lòng. Anh chàng này tốt nghiệp khoa triết học trường đại học Hắc Long Giang. Vì khó tìm được việc làm nên Lý Nghĩa đành phải làm tạm thời ở bộ phận dịch vụ đánh máy. Tuy nhiên, để giữ được thể diện trước dự vi, anh ta nói dối mình là một thiếu gia con nhà giàu có. Thấy Lý Nghĩa là một người có vẻ ngoài lịch lãm, lại vừa có học thức, vừa giàu có nên dự vi nhanh chóng đổ cục trước anh ta. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó, dự vi phát hiện bạn trai mình chỉ là một tên lừa đảo, chẳng phải là thiếu gia giàu có, thậm chí còn gặp khó khăn về kinh tế và công việc. Biết bản thân không thể mong đợi được gì ở chàng trai này, dự vi liền có ý định chia tài với Lý Nghĩa. Ngay trước khi định chia tài với Lý Nghĩa, dự vi lại quen biết một người đàn ông khác tên là Kim Vương Nguyên, một thiếu gia thực thụ và anh ta rất hào phóng với dự vi. Vì vậy, Dự Vi ngay lập tức nhận lời yêu của Vương Nguyên. Về phía Lý Nghĩa, anh cũng nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Dự Vi dành cho anh. Thậm chí Dự Vi còn nói lời chia tay với anh. Vì muốn khôi phục mối quan hệ, Lý Nghĩa đã tới tìm Dự Vi và không ngờ anh lại nhìn thấy cô tay trong tay với người đàn ông khác. Lý Nghĩa tức giận chất vấn Dự Vi người bên cạnh cô là ai, nhưng bị Vương Nguyên đánh vào mặt. Sau khi về nhà, Lý Nghĩa nghĩ lại vẫn không muốn chia tay với Dự Vi nên anh ta liên tục quấy rối cô Dự vi cuối cùng không thể chịu đựng thêm được nữa nên cô Hà quyết tâm thoát khỏi anh ta. Ngày 23 tháng 6 năm 2004, dự vi rủ Lý Nghĩa đi chơi. Nghĩ rằng dự vi đã thay đổi ý định mà quay lại với mình nên Lý Nghĩa không chút do dự mà đồng ý ngay. Thế nhưng Lý Nghĩa không thể ngờ rằng đó là là ngày cuối cùng trong cuộc đời của mình. Hôm đó, hai người cùng nhau đi leo núi và dự vi cố tình mệt để nhờ Lý Nghĩa cổng mình mục đích là muốn làm cho lý nghĩa mệt khát nước khi lên đến đỉnh núi dự vi lấy ra một chai nước đã được chuẩn bị sẵn có thuốc độc đưa cho lý nghĩa uống vừa mệt vừa khát và vừa vui vì được đi chơi với người mình yêu lý nghĩa không chút cảnh giác mà uống ngay vừa uống xong lý nghĩa đau đớn lăn lộn trên mặt đất lúc này dự vi liền lợi dụng tình thế đẩy lý nghĩa xuống vách núi và anh ta đã chết theo cách này sau khi giết lý nghĩa xong Dự vì quay trở về Nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề Nên cô bịa lý do Rồi vay tiền người tình mới là Vương Nguyên 200.000 nhân dân tệ Khoảng 706 triệu đồng Rồi bỏ trốn đến thăm quyến Dự định sẽ đến Hồng Kông một thời gian Tại đây cô ta chi 50.000 nhân dân tệ Hơn 176 triệu đồng Cho một người môi giới Để người này đưa cô tới Hồng Kông Thế nhưng đến ngày hẹn Người này lại không tới Mà thay vào đó là cảnh sát Dự vi nhanh chóng bị bắt giữ và cô đã cúi đầu nhận tội danh của mình tại đồn cảnh sát. Ngày 28 tháng 12 năm 2004, Dự vi bị tòa án nhân dân trung cấp cấp dị tân kết án tử hình và bồi thường thiệt hại kinh tế cho gia đình Lý Nghĩa khoảng tiền 100.000 nhân dân tệ, khoảng 353 triệu đồng. 3 tháng sau, lúc 11 giờ sáng ngày 1 tháng 4 năm 2005, Dự vi bị thi hành án tử nhưng sự cố hy hữu đã xảy ra vào ngày này. Sau khi người chấp pháp chia súng lục của dự vi và thực hiện hành quyết, như thường lệ tử tù dự vi gục ngã tại pháp trường sau phát bắn. Giám định pháp y đã kiểm tra và xác định tử tù đã chết, yêu cầu người nhà nhận xác để lo hậu sự. Lúc đó cha của dự vi đã thuê người lao vết máu trên người cô, trang điểm cho cô trong một thời gian ngắn rồi chuyển thi thể của cô đến phòng hỏa táng của nhà tang lễ để nhập quan chuẩn bị hỏa táng. Không ngờ khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, hai nhân viên lập tức chạy ra ngoài và nói Không, không, đây là một sắc chết giả. Dư vi, người sắp được hỏa táng đột nhiên ngồi dậy và kêu lên một tiếng. Đầu cô lúc này vẫn tiếp tục chảy máu. Mọi người khoảng sợ chạy ra khỏi phòng và kêu gọi giám định pháp y. Hóa ra viên đạn chỉ đi vào não dư vi theo một gốc. Chỉ làm tổn thương tiểu não chứ không làm tổn thương động mạch não viên đạn xuyên qua cuốn não và ra khỏi miệng. Sau lần hành quyết ở pháp trường, dự vi chỉ ngất đi và tim ngừng đập tạm thời. Sau đó, do chiếc xe chở sát sốc đẩy và một phần bị quăng quật trong phòng tăng lễ, cô dần dần tỉnh táo trở lại. Cuối cùng, nhân viên pháp y và một cán bộ chấp pháp cầm súng đi vào phòng mai táng. Lúc này, trong phòng một mình dự vi đã gượng dậy đi chậm rãi trên mặt đất. Nhân viên pháp y nhìn thấy cảnh này liền nói dối rằng đến đây để kiểm tra vết thương cho cô và yêu cầu cô nằm xuống. Ngay khi dự vi nằm xuống, chấp pháp từ phía sau rút ra một khẩu súng lục bắn hai phát vào cô. Lần này dự vi được xác nhận đã chết thật và thực hiện thủ tục hỏa táng. Nữ tử tu xinh đẹp nhất trong lịch sử Trung Quốc đã ra đi ở tuổi 22, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi chỉ vì lòng tham mà cuốn vào vòng lao lý. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại